Xin chào các bác ạ. Hôm nay em xin giới thiệu một mẫu đèn cắm trại ở bên em. Mẫu đèn này là tròn, mẫu đèn tròn. Chính hãng Supfire các bác nhé. Dùng rất là bền bỉ. Mẫu đèn này là mẫu đèn tên là T20, Supfire T20, mã là DP148 ạ. Mẫu đèn này là một mẫu đèn tương đối nhỏ gọn và dễ sử dụng. Đây, các bác để chỉ bằng lòng bàn tay của mình. Cắm trại rất là sáng các bác nhé. Sử dụng linh hoạt và chống nước ạ. Ngoài ra cái đèn này thì sử dụng cái cổng sạc USB rất là dễ sử dụng. Bộ này thì đã kèm đèn này, dây cáp sạc và pin đã được cố định ở bên trong các bác nhé. Đây các bác chỉ cần cắm cái dây sạc USB này vào, sau đó cắm chung vào củ sạc điện thoại hoặc là máy tính là có thể tự sạc được ạ. Sử dụng được rất là lâu ạ. Kèm theo đó là đèn nó rất đa năng, có thể ba chế độ, có ba chế độ sáng các bác nhé: chớp này, sáng rọi và sáng thường. Đấy. Kèm theo đó là cái móc treo đa năng. Khi mà các bác không muốn để ở dưới vì đèn nó quá nhỏ ấy, thì các bác có thể treo lên. Đây, có thể treo lên lều trại hoặc là cành cây, rất là sáng. Thể cầm đi trong trời tối được. Đèn thì cũng sử dụng pin sạc lithium các bác nhé, 18650 đã cố định ở bên trong rồi. Rất là nhỏ nhắn và nhẹ, sáng rất là tốt. Xin cảm ơn các bác ạ.